Trời đất ơi, con làm sao vậy hả Loli? Nhìn con kìa, có ra là con người hay không hả? Cho mẹ coi coi. Trời ơi, mẹ sợ... Mẹ đừng có đụng như người con làm mẹ dơ hết bây giờ. Dơ cái gì mà dơ, cho mẹ coi coi. Bà, ừ, để tôi làm cho bà. Buông ra, cái gì vậy? Trời đất ơi, đừng có đụng vô người tôi. Mẹ, mẹ à, mẹ đừng có như vậy mà. Như vậy cái gì? Con coi nè, người ta đối xử với em con như vậy nè, con chịu nổi không? Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ, không có gì đâu. Hả? Thằng Giang đâu? Thằng Giang đâu rồi? Anh không có nhà. Tại sao? Tại sao không có nhà? Trong khi nó bắt con lao động như vậy, rồi nó đi chơi hả? Anh đi làm mà mẹ. Đi làm cái gì? Con đừng có biện hộ cho nó. Thằng Giang đâu? Hả? Sao anh... bà hồ đồ quá vậy? Bà vô nhà người ta bà la lối ầm sùm vậy là sao hả? Nè, câm cái miệng lại nha. Mẹ... đối xử với con gái tôi như vậy đó hả? Đồ ác độc. Mẹ, mẹ, mẹ đừng có như vậy mà, mẹ cứ như vậy là không có giải quyết được chuyện gì hết. Con nín đi. Con cũng vậy nữa. Nè, bây giờ á, con á đã ở trong nhà này rồi nhưng mà con vẫn là con ruột của mẹ. Mẹ nói gì là con phải nghe đó nghe chưa? Mặc dù con là vợ của thằng Giang nhưng mà mẹ là mẹ ruột của con. Mẹ, đi lên thay đồ, đi về nhà với mẹ. Mẹ nín lên. Có quyền gì lôi con đi. Tại sao không có quyền? Nín cái miệng đi. Mẹ đây là thay đồ nhanh. Mẹ nghe con giải thích nha. Giải thích cái gì? Con muốn giải thích không? Đi về nhà giải thích cho mẹ. Bây giờ, đi lên thay đồ. Bây giờ mẹ kiềm chế lại đi. Kiềm chế cái gì? Con sẽ tìm chỗ riêng con với mẹ nói chuyện. Bây giờ mẹ lên phòng con đi. Con sẽ thay đồ rồi con nói chuyện với mẹ. Cái gì vậy? Con còn tắm rửa xong con sẽ nói chuyện với mẹ. Mẹ cố tình đến đây để chứng kiến cuộc sống của con, bởi vì mẹ không muốn nghe người ta đồn đại ở ngoài. Mẹ đừng nghe lời ai hết á. Họ có sống ở đây đâu mà họ hiểu. Vấn đề là con nè, con thấy vui là được rồi. Ở đây anh Giang với anh Hải đối xử với con tốt lắm. Thôi được rồi, mẹ chấp nhận cho thằng Giang nó về ở với gia đình mình. Mẹ, mẹ làm tất cả để con rời khỏi căn nhà này. Nhưng mà vấn đề là con thích ở đây, con muốn về bển đâu. Mẹ đã nhượng bộ con rồi, mẹ đã chấp nhận cho thằng Giang nó về nhà mình ở rồi. Bây giờ con còn muốn mẹ làm cái gì nữa? Nhưng mẹ nghĩ coi, sao tất cả những chuyện mẹ sỉ nhục ảnh á, anh có chuyện về bển không? Khỏi cần con hỏi ý kiến, con cũng biết câu trả lời của ảnh rồi. Nè, con bị điên hay sao vậy? Tại sao con có thể đánh đổi tất cả để con ở trong một cái nhà khủng khiếp như vậy hả? Vậy theo như mẹ, nếu mà con về nhà mình con có cái gì? Hay là con lại tiếp tục bị mẹ áp bức nữa? Cái thời gian nó qua rồi, con không muốn quay trở lại đâu. Bây giờ con muốn ở đây con được làm những điều mà con thích, để có được tình yêu của chồng con. Con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Trời ơi, hình như là chúng nó bỏ bùa mê thuốc lú con rồi phải không hả Loli? Mẹ muốn nghĩ sao mẹ nghĩ, nhưng mẹ đừng có năn nỉ con về đó nữa. Con hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi con quyết định cưới anh Giang, đồng nghĩa với con sẽ sống ở đây. Có nghĩa là sao? Con sẵn sàng để mặc người mẹ này à? Mặc dù mẹ có chết đi vì đau khổ và xấu hổ hay sao? Mẹ sẽ không đau khổ khi thấy con hạnh phúc. Còn nếu mẹ thấy xấu hổ, mẹ có thể từ con. Con dám nói với mẹ như vậy hả? Loli!